Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể giải quyết những bất đồng về cuộc chiến ở Gaza sau khi Tổng thống Mỹ từ chối cung cấp một số vũ khí cho Israel. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm ngày 8 tháng 5, ông Biden đã cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu lực lượng Israel tiến hành vào một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza đang bị kẹt ở thành phố ở cực nam Gaza này. Hầu hết họ là những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa ở những nơi khác trong dải Gaza để tránh giao tranh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 7 tháng 5 cho rằng một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah sẽ gây tác động thảm khốc đối với người Palestine ở Gaza, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu bờ Tây bị chiếm đóng cũng như toàn khu vực, khi sẽ có thêm hàng nghìn dân thường bị sát hại và hàng trăm nghìn người phải lánh nạn.